Đầu tiên nha, tùy theo mức độ tình yêu. Nếu mà chưa gọi là chính thức hay là gì đó, chỉ là mới yêu, tìm hiểu thì đương nhiên là Khoa sẽ không công khai. Bắt đầu từ chữ yêu trở đi Khoa mới bắt đầu công khai, là đầu tiên mình sẽ công khai với bạn bè, rồi từ từ tới người thân, là tất cả mọi thứ đều biết rồi mới tới social. Em ơi, em biết tại sao anh hay lên mạng anh than nghèo không? Tại sao vậy? Tại anh chưa có được em đó, cục vàng của anh. Có nghĩa là cuối cùng là mới là cái social, mới là cái mà gọi là tất cả mọi người đều có thể thấy. Còn cái mà đầu tiên Khoa công khai là đi chơi với bạn của bạn, bạn của tôi, bạn của hai bên, để chúng ta có những cái mối liên kết, những cái mối quan hệ chung.